Chào mừng bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Vậy là chúng ta vừa chào đón vị tướng thứ 58 của Liên Quân mang tên Timmy, trái tim biển cả. Đây là vị tướng trợ thủ thứ hai được ra mắt gần đây nhất. Timmy đang là tân binh mới nổi nhưng cực kỳ thực dụng và có hy vọng tranh giành vị trí với nhiều vị tướng sừng sỏ khác, đặc biệt là Alice khi cô nàng này thời gian gần đây chưa hề đạt được đỉnh cao phong độ. Vậy thì tại meta phiên bản này chúng ta nên mua Alice hay Timmy khi cả hai vị tướng này đều có giá là 13.888 vàng? Cùng đánh giá ngay bây giờ nhé. Khả năng đi đường. Đầu tiên là anh chàng Timmy. Timmy đang được chúng ta trọng dụng trong hai vị trí cực kỳ hot, đó là trợ thủ đi lane và đi roam. Nhưng đương nhiên, việc có người cầm Timmy đi solo đường mid không hiếm gặp, vì họ đang muốn tận dụng các cú đấm thần thánh khi full sát thương phép có thể nện lên đối thủ một đấm 2-3.000 sát thương phép là điều không hiếm gặp. Nhưng đương nhiên, đó chỉ là sở trường nhỏ mà thôi. Công việc đi roam là ưu thế hơn cả. Việc có Timmy tại đầu game đảm bảo bạn có một quả bom thực sự. Bởi ngoài cơ động và sát thương thì khống chế chính là một điểm cộng hoàn hảo cho Timmy. Đi roam hot nhất sau đó là trợ thủ đi đường, bảo kê xạ thủ, sau cùng mới là đi solo đường. Và đương nhiên, phép bổ trợ hồi máu là hợp lý cho bạn. Còn Alice thì sao? Đây là cô nàng trợ thủ nổi danh về mặt khống chế, chứ không phải là sát thương. Điểm hay là Alice hay được chúng ta vận dụng khá giống với Timmy. Cô nàng thường xuyên được vận dụng ở các bậc rank đi roam và trợ thủ đường rất thường xuyên, và tỏ ra bản thân cực kỳ hiệu quả. Dù đa số các điều mà Alice làm nghiêng về khống chế liên tục nhiều hơn Timmy, nhưng việc đưa Alice đi solo đường thì rất hiếm gặp, vì cô nàng này thiên hướng là bảo kê và khống chế thực sự phí phạm nếu sáng tạo với Alice. Vậy nên chúng ta có thể thấy Timmy có một điểm sáng hơn Alice, bởi đây là một kẻ đẩy đường mạnh với bộ chiêu thức. Có thể nhiều bạn đang tự hỏi Timmy có nên lên áo choàng thần ra hay không, thì đây là một lối trang bị roam đường để tận dụng cùng đám thần lực để đẩy đường đơn giản. Qua đó ta thấy được Timmy đang vượt trội chút ít so với Alice về khoản đi đường. Khả năng đi gank. Timmy là tướng roam đường nên chắc chắn hắn ta thích đi gank và gank liên tục. Bởi đầu game chính là lợi thế của hắn ta, bộ chiêu thức hai lần khống chế đủ khiến Timmy yên tâm với alpha gank của bản thân. Gank rất đáng sợ và đương nhiên không thể thiếu là sát thương cực lớn, nên khẳng định Timmy gank rất nguy hiểm và có hiệu quả cao. Việc lo sợ phản gank giảm thiểu tối đa khi có Timmy, bởi hắn ta có khả năng hồi sinh cho phép chính Timmy cùng đồng đội một lá bài dự phòng phản gank rất hiệu quả mà khiến đối thủ vô cùng lo lắng. Còn Alice, đương nhiên cô nàng này gank ổn, nhưng nếu đồng đội không đủ sát thương thì khó lòng hạ gục các con mồi. Điểm giờ của Alice chính là sát thương không thể so đo được với Timmy, nên các điều Alice làm được chính là khống chế và cơ động, đảm bảo đối thủ khó lòng đánh lại với dòng chảy thời không cùng vụ nổ thời không, hai chiêu khống chế bá trong các pha gank, đảm bảo ưu thế tuyệt đối cho đồng đội. Việc có Alice dù không có lá bài chống phản gank dự phòng, nhưng sự cơ động đảm bảo cho Alice giúp đồng đội tiến thoái không nhỏ. Về vấn đề đi gank này thì theo cá nhân S thấy được, cả hai đều có điểm mạnh riêng. Timmy thì có sát thương, Alice thì có cơ động, cả hai đều khống chế tối ưu, nên ở kèo đi gank theo S là cả hai ngang sức ngang tài. Còn hiệu quả ra sao còn phụ thuộc người chơi cùng đồng đội phối hợp ra sao cho tình huống khác biệt. Khả năng giao tranh. Dù bạn là một roamer hay trợ thủ đi đường thì giao tranh bạn luôn có nhiệm vụ bảo kê chủ lực của đội, đặc biệt là cuối game khi đồng đội có khả năng tự lập tốt thì việc kiểm soát tầm nhìn và bảo kê chủ lực là vô cùng quan trọng. Đầu tiên là Timmy, đây là vị tướng có khả năng mở giao tranh khá tối ưu, nhưng nếu là một cuộc giao tranh đối diện trực diện thì Timmy không bao giờ nên là kẻ mở giao tranh. Nhưng giao tranh kiểu núp lùm và bắt bất ngờ đối thủ hay là bắt lẻ các thành viên đối thủ quan trọng mà đi lạc trôi thì hoàn toàn hợp lý, bởi Timmy có cơ động, có chiêu thức tiếp cận với lao Timmy và đương nhiên có dám thần lực khống chế siêu hiệu quả và có hiệu quả trong phạm vi vòng tròn, một chiêu thức khá rộng, một đám là đủ khống chế. Chính bởi bản thân là một kẻ có khả năng hồi sinh nên nếu đồng đội không có tướng mở giao tranh thì bạn chính là người mở giao tranh. Và có lưu ý nhỏ ở đây, đó là nếu bạn bị sốc sát thương quá nhanh thì đừng vội vàng xài chiêu cuối, mà nên dùng giáp hộ mệnh thay thế khi đồng đội tiến vào giao tranh mới sử dụng chiêu cuối. Đó là cách tốt nhất và hiệu quả với một Timmy trợ thủ tanker mở giao tranh. Và ngược lại, khi đội nhà có kẻ mở giao tranh thì ngoài việc bảo kê chủ lực thì luôn chủ động sử dụng chiêu cuối khi cảm thấy cần thiết để cứu đồng đội, không thì tuyệt đối không sử dụng. Trường hợp 1 là giao tranh có thể thắng thì cứu, không thì để chiêu cuối dành cho chủ lực. Không có sát thương thì dù bạn có 3 tanker đều không thể thắng giao tranh. Đó là Timmy. Còn Alice thì sao? Cô nàng này đương nhiên không thể phi lên mở giao tranh bằng tấm thân yếu mềm và đầy giáp của bản thân. Nhưng Alice có chiêu cuối, mở giao tranh được nhưng còn tùy trường hợp. Bởi chiêu cuối Alice đôi lúc cần sử dụng tinh tế theo từng tình huống giao tranh. Nếu đối thủ có quá nhiều tướng tiếp cận chủ lực đương nhiên phải để dành, không thì chủ lực bạn chắc suất bị om hành. Còn nếu đối thủ chơi kiểu tổng lực lấy thịt đè người thì chiêu cuối cần tung không cần chần chừ khi đồng đội mở giao tranh kiếm về lợi thế đầu tiên. Về cơ bản đây là hai vị tướng giao tranh hay bảo kê đều khá ổn thỏa, đặc biệt là khoản trừng phạt các đối thủ đi lạc trôi khỏi đội hình giao tranh. Các tướng đều có ưu điểm riêng của mình, kẻ thì khống chế tầm xa cùng cơ động,
Còn hai con chồn chúng ta có sát thương và khống chế, không phải dạng vừa. Và quan trọng chứ cuối Timmy thì có hồi sinh. Lưu ý, hồi sinh đúng thời điểm, nếu không vô tác dụng. Còn Alice có câm lặng, đây thực đúng là hai đối thủ giao tranh ngang sức ngang tài. Đáp án ai giao tranh tốt hơn phải cho chính các bạn trả lời. Nhưng có một gợi ý nhỏ, đó chính là ai thích lối chơi an toàn đứng sau trợ thủ giúp đồng đội thì chọn Alice. Còn ai mà thích kiểu xông pha thì Timmy là lựa chọn tuyệt vời. Tiến triển sức mạnh. Đây là hai tướng trợ thủ có thể đi roam và đi đường tốt, nhưng sức mạnh của cả hai chỉ thực sự chín khi đạt cấp độ 4. Và đương nhiên, ta có thể đánh giá hai tướng này rất lợi hại đầu game. Và ở cuối game và giữa game thì sao? Đương nhiên, ngoài việc kiểm soát tầm nhìn thì việc bảo kê chủ lực là không thể thiếu. Và chắc chắn lon ton theo chủ lực là công việc buồn chán nhưng lại siêu quan trọng. Là trợ thủ thì có các giai đoạn, hình dung rất đơn giản. Chứ cấp độ 4 thì đi cùng rừng đi roam, hoặc là bám đuôi xạ thủ đi solo đường và kiểm soát tầm nhìn, vân vân và vân vân. Sau đó thì đi gank cùng đồng đội và tiếp tục kiểm soát tầm nhìn, diễn biến bất tận đến khi nào một trong hai bên nổ nhà thì thôi. Việc nói tướng nào late game với hai trợ thủ là không có cơ sở, mà chỉ có thể khẳng định cả hai vị tướng này đầu hay cuối game đều có ích. Sức mạnh tiến triển nhanh và liên tục, dù fail hay fit thì đều có tác dụng cực kỳ quan trọng với đồng đội, không bao giờ phế. Lưu ý khi vận dụng. Ở đêm mục này thì chúng ta đi chuyên sâu hơn về Timmy. Bởi Alice ra mắt lâu rồi, chắc chắn anh em đều có cái nhìn riêng về vị tướng này. Timmy là trợ thủ mạnh, đáng gờm, nhưng rắm thần công chỉ có sát thương tối đa khi mắc thời gian. Nên nhiều bạn luôn chủ động kích hoạt rắm, mục đích đơn giản là cố gắng gây nhiều sát thương. Nhưng còn tùy hoàn cảnh, nếu đối thủ không thể bỏ chạy thì nên để tối ưu sát thương và khống chế. Còn nếu đối thủ là tướng cơ động thì nên lập tức kích hoạt khống chế khi có thể. Bởi bạn là trợ thủ, đồng đội cần bạn trợ giúp. Dù Ed biết để càng lâu thì thời gian choáng càng nhiều và sát thương càng lớn, nhưng trong các tình huống giao tranh để lâu chưa chắc đã tối ưu đâu nhé. Chiêu một này ngoài khống chế và sát thương còn có cơ động rất tốt. Nhớ tận dụng chiêu 2 lao Timmy. Có điểm hay đó là một là giúp Timmy tiếp cận đối thủ, hai là giúp Timmy đu bám vào đồng đội. Nên khi truy đuổi đối thủ thì nên voi chat kêu đồng đội né ra cho bạn kéo. Chứ Ed gặp rất nhiều trường hợp đồng đội cứ chắn đường khiến cho bạn không thể tung nổi chiêu 2 lao Timmy. Vì tung là vướng đồng đội hoặc lính quái ngay lập tức, cần hết sức lưu ý. Còn về chiêu cuối thì Timmy chỉ có 3 giây sau khi kích hoạt thì mới có hiệu quả. Sau 3 giây là xác định lên bảng, nên cần vận dụng đúng thời điểm và đúng lúc. Đừng quá tự tin vào chiêu cuối, cẩn thận đối thủ cò cưa cho hết 3 giây là xẻ thịt bạn ngay lập tức. Chiêu cuối chỉ có tác dụng với bạn và đối tượng thấp máu nhất. Vậy nên nếu bạn muốn dành chiêu cuối cho chủ lực của bản thân mình thì cần căn chỉnh và quan sát cẩn thận. Đó là các lưu ý về Timmy. Chúc bạn chơi vui. Còn Alice thì Ed làm quá nhiều rồi, bỏ nhé. Hy vọng rằng các bạn có được quyết định sáng suốt cho bản thân khi lựa chọn mua hai trong các vị tướng này. Hoặc có thể là bạn mua tất cả các vị tướng trợ thủ. Và khi đó chúng ta sẽ dựa vào hoàn cảnh, từng đội hình, từng các pha giao tranh là lựa chọn cho bản thân các vị tướng phù hợp nhất và cách chơi hiệu quả. Nếu thấy video hay và có ích, đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nếu các bạn muốn mình so sánh hai vị tướng nào với nhau để các bạn có thể lựa chọn cho bản thân mình các vị tướng ưng ý nhất để có thể reo rank đơn giản, thì đừng quên để lại dưới comment và mình sẽ thực hiện giúp các bạn.
Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.